Từ ngàn đời xưa, tôi chỉ coi Elden Ring như một hình thức giải trí, đơn giản là để thỏa mãn biết khoảng M của tôi. Nhưng dần dần, qua những câu chuyện dân gian, qua vô số nhân chứng lịch sử, tôi biết được rằng, xưa kia, tại vùng đất SM này, từng xuất hiện một vĩ nhân, một chiến binh quả cảm đầu đội nồi chân đạp đất. Từ game thủ vô danh, anh vụt sáng trở thành tượng đài trong cộng đồng người hâm mộ trò chơi nhà From Software. Thế thì anh là ai đấy? Tại sao anh ta lại được yêu thích như vậy? Để trả lời câu hỏi này, xin mời các bạn hãy cùng tôi trở lại The Land Between. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về huyền thoại của Elden Ring. Câu chuyện về Let Me Solo Her. Còn bây giờ thì ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh. Chúng ta xin lì xì thôi nào. À không, ý tôi là chúng ta bắt đầu thôi nào. Sau khoảng thời gian ảm đạm do dịch Covid-19, 2022 đánh dấu sự trở lại của làng game với hàng loạt những bom tấn như Horizon Forbidden West, Sifu, Lost Ark và nổi trội nhất trong số đó là Elden Ring, siêu phẩm đến từ From Software. Trò chơi là sự kết hợp giữa Miyazaki, người đàn ông bán hành và trình độ trảm phong thượng thừa của George R.R. Martin, tác giả của cuốn tiểu thuyết Game of Thrones. Elden Ring là một cú hích cực kỳ lớn, game tẩu tán được 17,5 triệu bản vào cuối tháng 9 2022, nhận về số điểm review gần như hoàn hảo và được bình chọn là game hay nhất năm bởi vô số trang báo uy tín. Đã quá lâu rồi, người ta mới được chơi một tựa game đáng đồng tiền bát gạo nhà riêng. Nó xuất sắc đánh bại God of War Ragnarok để đem về giải Game of the Year 2022. Mặc dù ai cũng biết, người ăn giải thật sự là Bill Clinton. Một trong những cái hay của Elden Ring nằm ở độ khó chết người, vốn là truyền thống của From Software bao đời này. Thật ra thì phần lớn người chơi chết vì rơi xuống vực, chết vì chó cắn còn nhiều hơn cả đánh boss. Nhưng không thể phủ nhận rằng mấy màn đánh trùm trong game này rất ấn tượng, rất đẹp mắt và rất đáng nhớ, giống như bao câu chuyện về những anh hùng đi diệt quỷ. Và để tạo nên một huyền thoại, họ cần cho nhân vật chính có một đối thủ xứng tầm, và Malenia chính là mảnh ghép được của nó. Malenia, lưỡi kiếm của Mikaela, là nhân vật vô cùng nổi tiếng cả trong lẫn ngoài thế giới Elden Ring. Cô cùng với đại tướng Radahn chính là hai nhân vật chủ chốt trong màn xuất hiện tại sự kiện The Game Awards 2021. Sau trận chiến vĩ đại với Radahn ở Selyth, Malenia bất tỉnh và chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi người chơi, tức là những Tanisit, đến quậy phá. Là một boss ẩn, Malenia hoàn toàn có thể bị bỏ qua mà không ảnh hưởng tới cốt truyện của game. Tuy nhiên, với phần đông người chơi, đây có thể được xem là thử thách lớn nhất của Elden Ring, vượt qua cả chùm cuối Elden Beast. Với một lối đánh cực kỳ hoa mỹ, khả năng hút máu không khác gì Diana và một trong những chiêu thức nổi tiếng nhất của cô, Waterflow Dance, tấn công liên tục, cực kỳ khó né, sát thương cực cao, nó đòi hỏi bạn phải canh thời gian thật chuẩn xác, trừ khi bạn theo trường phái mày càng đánh tao càng thích, bằng không thì bạn sẽ chết ngay khi dính chiêu này. Malenia là cơ ác mộng của người chơi Elden Ring. Giống như Sigrun, nữ hoàng Valkyrie trong God of War, combo này là một thử thách đến cả tầng lớp New Game cộng vẫn luôn phải dè chừng. Cảm thấy là chưa đủ khó, From Software còn ưu hóa cho cô tận 2 phase. Và trong cái phase 2 này, cô nàng này trở thành Goddess of Wrath, với cái đòn Scarlet Aeonia có thể nói là quanh sót bạn. Cho dù trong máu của bạn có bao nhiêu chữ M đi nữa, mà chắc các bạn cũng không cần quan tâm lắm, vì phần lớn người chơi đều không sống nổi qua nửa máu phase đầu tiên. Non, độ khó cao, ngoại hình bắt mắt, phong cách chiến đấu ấn tượng, câu chuyện đau khổ nhiều mất mát, khiến cho Malenia trở thành một thử thách mà bất kỳ chiến binh nào cũng muốn vượt qua. Tôi xin nhắc lại là những Tanisit rất muốn đánh bại Malenia, và đây chính là thời điểm thích hợp cho sự ra đời của một huyền thoại. Không ai biết anh đặt chân tới trung địa từ bao giờ, không ai biết người hùng vô danh của chúng ta là ai. Thông tin duy nhất về danh tính thật sự của Let Me Solo Her chỉ có gọn trong cái tên Kalin Tuboy. Là một game thủ từng chơi qua đất số 3 và đã từng chinh chiến BB ở rất nhiều nơi, Let Me Solo Her mua Elden Ring ngay khi nó ra mắt để có thể tiếp tục thỏa mãn đam mê. Anh nhanh chóng lao ra The Land Between và ăn hành cực kỳ mạnh. Ban đầu, Let Me Solo Her chưa biết nhiệm vụ của mình là gì, và như bao con dân hèn mọn khác đang chết dần chết mòn trong thế giới này, anh chỉ đơn giản là cố gắng làm quen với những cơ chế và hoàn thành game nhanh nhất có thể. Quay trở lại với cộng đồng Elden Ring, giữ vững phong độ ăn cơm trộn hành khi mua bất kỳ con game nào của From Software, mấy con boss đặc biệt là Malenia thời ấy vẫn là quá tầm với hầu hết game thủ. Họ muốn phản kháng lắm, họ muốn thắng lắm, nhưng họ gà, và rồi họ cứ thua mãi thôi. Cảm thông trước nỗi thống khổ của những Tanisit khác, Let Me Solo Her đã tập luyện rất nhiều. Trong cuộc phỏng vấn với IGN, Let Me Solo Her đã thẳng thừng thừa nhận rằng trước khi hạ gục được Malenia lần đầu tiên, anh đã bị chị nhà chém khoảng 242 lần. Có công chém gió có ngày thành giá su, khi đã luyện tập đủ cứng, ghi nhớ từng đòn đánh, từng bước di chuyển, con người này bắt đầu bán hành ngược lại cho Malenia. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm hơn xui. Let Me Solo Her dần nhận ra ý nghĩa cuộc đời của mình và bắt đầu lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả đó. Anh để vòng tròn triệu hồi của mình ngay trước cửa màn đấu boss Malenia để bất kỳ ai cũng có thể nhờ nồi đại nhân giúp đỡ đánh bại lưỡi kiếm của Mikaela. Đúng như cái tên của mình, tất cả những gì người triệu hồi cần làm là gọi Let Me Solo Her lên, sau đó để tự thân anh ta làm gì thì làm và không hề dính một sát thương nào cả. Cứ thế, từng chút, danh tiếng người chiến binh đội nồi đã vang khắp The Land Between. Dần dần, bắt đầu có những Tanisit tò mò về người chơi kỳ lạ này. Kẻ có kỹ năng thì ghen tị với anh ta, kẻ được giúp đỡ thì nể phục anh ta. Người chơi giấu mặt đã dần dần trở thành anh hùng trong mắt game thủ lúc nào không hay.
trả lời phỏng vấn IGN về ngoại hình có phần kỳ dị trong game, Lemmy Solaher đã có những chia sẻ rất thẳng thắn. Đầu tiên, vì sao lại đổ chiếc nồi lên đầu đấy? Theo anh, lý do chính là vì anh này rất thích nhân vật Alexander. Và cho bạn nào chưa biết thì đây là một NPC có ngoại hình một chiếc nồi khổng lồ nhưng lại có tay và chân. Còn lý do việc anh không mặc gì đã được đại nhân giải thích rất ngắn gọn. Bạn không cần phải mặc giáp nếu đối thủ không thể chém vào người bạn. Chà, nghe uy tín dữ vậy trời. Cảm động trước hành động nghỉ hiệp của Lemmy Solaher, một người dùng trên Reddit có tên là Sazet813 đã đăng bài viết kể về chiến binh kỳ lạ này. Nó nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Và thế là boom, cả thế giới chú ý đến vị anh hùng đồ đội nồi cắm cam trước cửa phòng đấu Boss Malenia. Trong dòng status cực kỳ cảm xúc, Sazet813 miêu tả lại người hùng giấu mặt cùng gu ăn mặc dị hợm của anh ta. Trận chiến long trời lở đất giữa Lemmy Solaher và Malenia đưa tường thuật lại rất hấp dẫn. Do không mặc đồ nên bất kỳ đòn đánh nào của boss đều sẽ trở thành án tử. Vì vậy, mỗi lần chiến thắng đều là một màn trình diễn cực kỳ hoàn hảo, không có chỗ cho sai lầm dù là nhỏ nhất. Một thành tích cực kỳ đáng nể cho bất kỳ ai đấu Malenia. Thời tới, cản là không có kịp. Lemmy Solaher nhanh chóng trở thành cái tên hot trên mạng, được fan hỏi thăm, được báo phỏng vấn, được hàng loạt kẻ giả mạo tìm cách học theo phong cách đội nồi. Hàng trăm chiến binh trên khắp trung địa đặt tên gần giống nickname này. Thậm chí là anh được fan tặng hạng figure. Người ta tạo ra hạng mod để triệu hồi lên một nhân vật trông giống Lemmy Solaher. Và anh chàng nổi tiếng đến mức có một phiên bản Rule 34 của riêng mình. Ông nào thích xem thì tự tìm nhé, tôi không đăng lên đâu. YouTube nó quăng cái guốc cái đầu tôi đó. Đúng là Rule 34 không chừa một ai, trừ phóng viên game cực hay. Vì sao? Vì tôi có OnlyFans nha. Lãng quả tôi đánh bản quyền liền. Danh tiếng của anh còn tác động đến cả công ty phát hành game. Trong lần livestream kỷ niệm lần thứ 1000 hạ gục Malenia, anh nhận được tin nhắn từ tài khoản Twitter chính thức của Bandai Namco, nhà phát hành của Elden Ring. Họ gửi cho Lemmy Solaher một thanh kiếm phiên bản giới hạn với dòng chữ Rise Tarnished ngay trên lưỡi kiếm. Sau đó là bức ảnh Malenia bị chạm khắc bằng gỗ, đi kèm với tấm bản đồ khổng lồ của The Land Between. Trên đó có dòng chữ viết bằng tay: "Chúc mừng cột mốc 1000 lần hạ gục Malenia của anh." Đến cuối năm 2022, trang PC Gamer cũng chọn vinh danh Lemmy Solaher là Gamer of the Year. Có lẽ đa số người xem video này đều sẽ nghĩ rằng kỹ năng và phong cách của Lemmy Solaher là nguyên nhân chính khiến anh nổi tiếng. Đúng, nhưng mà chưa đủ. Tất nhiên đánh với Malenia không dính bất kỳ đòn nào là một thành tích cực kỳ đáng nể, nhất là với những thằng chưa sống qua nổi 1/4 máu như người xem video này. Nhưng rõ ràng, Lemmy Solaher không phải là người duy nhất, cũng không phải là người đầu tiên làm được điều này. Tôi tin, ở Việt Nam có không ít Tarnished có thể solo no damage với Malenia. Và đối với nhiều người, phong cách hay kỹ thuật của Lemmy Solaher không phải là có gì đó quá đặc biệt. Anh không phải là một thần thánh, anh chỉ là người bình thường. Nhiều trường hợp do đường truyền mạng quá xấu hoặc là căng sai thời gian né đòn, anh chàng này vẫn bị tán cho lòi cái lon ra thôi. Lối ăn mặc mắc mẹ của anh cũng không phải là thứ gì đó quá độc nhất. Bởi vì nếu các bạn để ý thì truyền thống không mặc gì đánh boss đã xuất hiện từ thời Dark Souls 1 cho đến nay. Nó vẫn được những người chơi tay to, thích khổ dâm áp dụng như hình thức trêu ngươi con boss. Thậm chí là trong dòng game này, lúc nào có một class ban đầu chỉ cởi truồng mặc khố mà thôi. Thế nhưng một cách quy mô nào đấy, đầu binh đại hiệp vẫn được vô vàn tình cảm từ cộng đồng. Vậy thì tại sao lại như thế? Thứ đưa anh chàng này đến tầm huyền thoại có lẽ chính là tinh thần sẵn sàng hỗ trợ những game thủ khác. Bạn có thể dễ dàng tìm cái video No Damage Malenia trên YouTube, bởi vì trên thế giới có rất nhiều người có kỹ năng cao sẵn sàng gánh những game thủ kỹ năng kém hơn. Nhưng với Lemmy Solaher, mọi thứ khác đi rất nhiều. Chẳng mấy ai cắm cam trong một thời gian dài chỉ để hỗ trợ những Tarnished khác như anh chàng Lemmy Solaher. Anh chàng này như một NPC đứng đó sẵn sàng đáp lại bất kỳ ai thỉnh cầu. Không live stream, không quay video, không khoe mẽ trên mạng xã hội. Anh làm điều này hoàn toàn vì muốn giúp đỡ những game thủ khác. Qua thời gian, hình tượng chiến binh kỳ lạ cắm cam trước cửa đánh boss từ lúc nào đến sâu vào tâm trí người chơi Elden Ring không hay. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Gamer chúng ta đã quá nổi tiếng là những người thân thiện, thích tô xích và blame đồng đội. Nhưng Lemmy Solaher cho chúng ta thấy hình ảnh của một game thủ thực thụ, không dùng vũ khí hay kỹ năng quá OP, thi đấu sòng phẳng, sẵn sàng rút kiếm tương trợ các người chơi khác. Với những gì mà anh đã làm, anh xứng đáng thành tượng đài trong cộng đồng Elden Ring. Và vừa rồi là câu chuyện về điện thoại người anh hùng của Elden Ring. Hiện giờ, Lemmy Solaher đã không còn chơi trò chơi này nhiều như trước. Không rõ anh sẽ rửa tay gác kiếm khi nào, nhưng tinh thần của Lemmy Solaher vẫn luôn là thứ đáng để anh em chúng ta học hỏi. Game online chỉ vui khi ta biết bỏ qua cái tôi cá nhân để giúp đỡ người khác. Hãy tích cực get good và biết đâu một ngày đó bạn sẽ nổi tiếng như Lemmy Solaher. Hoặc cứ tô xích đi vì biết đâu bạn là truyền nhân của thầy ba. Còn giờ, nếu thấy video này hay và giá trị, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh cho người hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hữu Nhân Minh. Xin chào và gặp lại. In this Gothic underground city, we all sin. If I bring a couple rounds with me, then we all win. I came back and brought the crown with me. The